Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần phân loại thuốc, thì chúng ta sẽ có phân loại thuốc theo đường dùng, được chưa? Rồi phân loại thuốc thì ở đây chúng ta sẽ có cái đường dùng, thể chất, nguồn gốc công thức và cấu trúc hệ phân tán, thì trong đó chủ yếu là đường dùng với cấu trúc hệ phân tán. Thì thứ nhất về đường dùng, nó có rất là nhiều cái dạng đường dùng, trong đó có đường uống. Đường uống thì nó có thể ở Thầy trạng thái ơi, thầy chưa chiếu slide á. như lúc này nó bị mất cái slide, nó bị nhảy ra đó, đúng không? Rồi có chưa? Rồi đúng không? Dạ. Rồi thì ở đây các bạn lưu ý ha, đó là về đường dùng thì chúng ta có rất là nhiều. Chúng ta có dạng viên, trong đó có đường uống thì cái dạng mà phổ thông chúng ta gặp đó là có dạng viên, viên nén. Rồi người ta có thể làm thêm một cái lớp mỏng thì người ta gọi là lớp bao phim hoặc là bao đường. Thì bao phim, bao đường thì nó sẽ giúp cho che giấu mùi vị. Rồi bao phim thì nó có thể giúp phóng thích kéo dài hoặc là bao tan trong ruột. Về bao đường á, thì các bạn hay gặp ở bên cái dược liệu, những cái viên từ dược liệu người ta sẽ bao đường để che giấu cái mùi vị khó chịu của dược liệu. Chúng ta có viên nang cứng, viên nang mềm, ở dạng bột, cớm hoặc là ở dạng lỏng. Lỏng thì chúng ta có thể uống với dạng dung dịch hoặc là cái dạng siro, tức là nó có đường hoặc là nhũ tương, hùng dịch. Đây là những cái thuốc thường gặp ở đường uống. Về đường tiêm thì chúng ta có thể tích lớn, đó là sử dụng tiêm truyền theo đường tĩnh mạch hoặc là những cái thuốc tiêm thể tích nhỏ. Đối với thuốc tiêm thể tích nhỏ thì nó có hai loại, một loại là nó đã pha sẵn ở dạng lỏng, chúng ta chỉ hút và chúng ta tiêm thôi. Một loại thứ hai đó là đối với những dược trường hợp mà dược chất nó kém bền thì ta sẽ làm như dạng này, đó là đựng trong những cái lọ. Trước khi sử dụng thì chúng ta mới bẻ, chúng ta lấy dung môi chúng ta cho vào lọ, chúng ta lắc lên chúng ta tiêm. Rồi về đường trực tràng thì chúng ta có thuốc đạn, rồi chúng ta có thuốc thục. Thuốc thục á, thì trước đây người ta hay sử dụng thuốc thục, phổ biến nhất đó là trong cái trường hợp mà thục để sổ trước khi tiến hành nội soi. Gần đây thì người ta chuyển sang người ta cho uống thuốc và nghỉ qua đêm hoặc là qua một buổi từ sáng tới chiều để chúng ta sổ rồi chúng ta nội soi. Về đường thục thì ngoại trừ cái việc sổ thì chúng ta còn có thuốc thục dùng để đưa các chất dinh dưỡng vào trong những trường hợp mà bị tổn thương đường tiêu hóa, không thể ăn uống được. Nhưng mà thật ra thì đối với cái thuốc thục này này, chúng ta về cái việc mà thuốc thục dinh dưỡng thì người ta cũng hạn chế dùng. Người ta có thể cân nhắc người ta sử dụng những cái gói dịch truyền dinh dưỡng, những cái bịch mà chúng ta hay gọi là bịch đạm, nó có cái màu trắng đục á. Về thuốc mỡ cũng có sử dụng cho đường trực tràng, nhất là đối với những cái trường hợp mà bị trĩ, người ta sử dụng thuốc mỡ để người ta bôi ha. Rồi về mắt thì chúng ta có thuốc ngậm mắt, thuốc mỡ che mắt và dung dịch rửa mắt. Thì cái này chúng ta sẽ học ở ngay trong cái chương 4 của chúng ta trong học kỳ này. Thuốc xịt mũi, nhỏ tai, nhỏ mũi thì chúng ta sẽ gặp trong cái bào chế 2. Về đường đặc âm đạo, thì những cái thuốc đặc âm đạo thì người ta gọi chung nó là thuốc trấn. Thuốc trấn này thì thường nó có thể có hình oval. Đôi lúc những cái hình oval này nó có thể nó có những cái đầu nó hơi nhọn, hoặc là đôi lúc chúng ta làm cái dạng nó hơi dẹp, dùng để đặt âm đạo. Chúng ta có dùng ngoài da, có thể dùng thuần là dạng lỏng hoặc là dạng gel, tức là dạng mỡ, dạng kem vân vân. Về đường thấm qua da thì chúng ta có những miếng dán ngừa thai hoặc là cái miếng này. Miếng này là miếng nicotine thì dùng để cai thuốc lá ha. Phân loại theo thể chất thì chúng ta có thể chất rắn, bao gồm là bột, cớm, viên. Chúng ta có thuốc lỏng giống như là siro, dung dịch, hỗn dịch. Chúng ta có dạng xôn khí là cái dạng khí dung, chúng ta hay gặp ở trong cái thuốc trị hen suyễn. Và cuối cùng đó là chúng ta có thuốc mềm, đúng không? Thuốc mềm thì nó có thể là những cái dạng kem, dạng gel bôi. Về phân loại theo nguồn gốc công thức thì chúng ta có công thức trong dược điển. Ví dụ như dung dịch Lugol, đây là một cái công thức mà nó có quy định ở trong dược điển, chúng ta làm theo nó. Rồi tiếp theo đó là chúng ta có tiêu chuẩn, theo đơn thuốc. Đơn thuốc thì chúng ta có cái dạng này, chúng ta sẽ gặp trong tuần sau, Botio. Cái dạng chúng ta gọi là dạng pha chế theo đơn. Thì đối với Botio pha chế theo đơn á, thì ở đây nó tại sao lại là pha chế theo đơn, đó là bởi vì những cái thuốc này cái hạn dùng của nó chỉ khoảng từ 2 cho tới 3 ngày.
Như vậy với cái hạn dùng ngắn như vậy thì thường người ta sẽ pha chế theo y lệnh bác sĩ, tức là khi nào mà có cái yêu cầu đó, thì người ta mới tiến hành, người ta pha, người ta dùng, được chưa? Thì đây là pha chế theo đơn. Cuối cùng đó là những cái công thức của cái nhà sản xuất. Đây chính là những cái biệt dược trên thị trường đó, mỗi nhà sản xuất họ có những cái công thức khác nhau. Thì trong những cái nhóm này thì nhân tiện chúng ta có nhắc đến đó là chúng ta sẽ có tiêu chuẩn ở bên cái chỗ dược điện á, chúng ta có tiêu chuẩn dược điện và tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy hai cái nhóm tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nào cao hơn? Đúng rồi, các bạn nhớ đó là tiêu chuẩn cơ sở nó sẽ cao hơn tiêu chuẩn dược điện. Để dễ hình dung, dễ nhớ thì các bạn hãy nghĩ giống y như là cái điện để qua môn vậy đó. Tiêu chuẩn dược điện là cái mức tối thiểu phải đạt được, như vậy nó giống như cái điện qua môn mà chúng ta kỳ vọng 4 điểm để qua môn đó, được không? Rồi còn tiêu chuẩn cơ sở là cái mà chúng ta đặt ra, chúng ta không chỉ muốn qua môn, tại vì môn nào mà cũng chỉ 4 điểm qua môn á thì khi chúng ta tích lũy lại chúng ta sẽ không có đủ 2 chấm để ra trường. Như vậy chúng ta tự đặt tiêu chuẩn cho chúng ta là chúng ta phải được 7 điểm trở lên. Như vậy cái tiêu chuẩn cơ sở là cái tiêu chuẩn đặt ra và nó phải cao hơn tiêu chuẩn dược điện. Lưu ý cái này. Rồi phân loại theo cấu trúc hệ phân tán thì cái này các bạn đánh dấu và các bạn nhớ kỹ cho thầy. Phân loại theo cấu trúc của hệ phân tán á, đây là cái người ta rất là dễ hỏi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái hệ đồng thể. Cái này hóa lý chúng ta cũng học rồi. Khi chúng ta cho các chất ví dụ như là đường, muối chúng ta cho vào trong nước chúng ta khuấy lên thì nó sẽ hòa tan và nó ở trạng thái phân tử hoặc ion. Ví dụ như là đường nó sẽ hòa tan đến mức phân tử. Muối NaCl thì nó sẽ đến cái mức ion, nó phân ly thành Na cộng và Cl trừ. Như vậy chúng ta thu được dung dịch. Và cái hệ đồng thể nó chính là cái chương trình mà chúng ta học ở trong bài chế 1. Cái chương 1 á là chương đại cương. Hôm nay chúng ta học hết này. Rồi cái chương 2 á là chương dung dịch, là chúng ta sẽ học những cái dung dịch và siro botio chương 2. Thuốc tim chương 3, thuốc ngửa mắt chương 4 và cái phần cồn thuốc, cao thuốc, tức là các sản phẩm nó đi từ dược liệu á, nó sẽ là chương 5. Chúng ta có 6 bụi thì trong đó thuốc tim chúng ta học 2 bụi. Được chưa? Đây là hệ đồng thể. Rồi hệ dị thể, dị thể thì chúng ta có dị thể cơ học, ví dụ như là hỗn dịch là dị thể rắn trong lỏng. Nhựa tương á là lỏng trong lỏng. Còn thuốc bột, thuốc viên thì người ta xem nó như là hệ dị thể rắn trong rắn. Còn dị thể kết hợp là gì? Dị thể kết hợp á, là nó có thể kết hợp nhiều cấu trúc dị thể. Ví dụ như thuốc mỡ. Thuốc mỡ chúng ta có cái cấu trúc thuốc mỡ hỗn nhuận tương. Tức là nó vừa có rắn phân tán trong lỏng mà nó vừa có lỏng phân tán trong lỏng. Thì những cái hệ mà nó phức tạp đó thì người ta đặt chung nó là gọi là dị thể kết hợp. Như vậy ở đây hoàn toàn thì có thể hỏi câu hỏi trắc nghiệm, ví dụ như thầy hỏi là nhũ tương là một hệ dị thể ba chấm. Như vậy các bạn phải đánh được là điều khuyết vô cho thầy là dị thể cơ học. Và là thầy đánh trắc nghiệm thì cũng có thể hỏi là nhũ tương có cấu trúc của hệ phân tán là, cái thầy cho bốn đáp án: đồng thể, keo, dị thể cơ học, dị thể kết hợp. Thì các bạn phải biết để các bạn đánh vô, được chưa? Lưu ý cho thầy cái chỗ này ha. Rồi, tiếp theo đó là một số khái niệm liên quan tới thuốc. Thì thật ra cái này là những cái mà nãy giờ thầy đọc từ nhắc các bạn rồi đó. Đó là cái khái niệm đầu tiên đó là đảm bảo chất lượng. Thì thật ra nó chính là cái GMP mà lúc nãy thầy nói đó. Đó là khi người ta sản xuất á thì cái mà người ta hướng tới nó không phải là chất lượng cao mà là chất lượng ổn định. Chất lượng ổn định để cho nó không có nguy cơ. Và như thế nào là một thuốc đảm bảo chất lượng? Đó là đúng lượng dược chất ghi trên nhãn. Trên nhãn chúng ta định làm ra thuốc hàm lượng 325 mg thì định lượng ra kết quả nó phải xấp xỉ 325. Nó nằm trong cái mức 325 cộng trừ bao nhiêu phần trăm đó. Thì cái mức cộng trừ bao nhiêu phần trăm thì nó được quy định ở trong dược điện. Khi cần thì các bạn sẽ mở dược điện ra các bạn tra. Tại vì mỗi dạng thuốc nó sẽ có cái yêu cầu khác nhau. Đảm bảo hàm lượng của từng đơn vị. Tức là trong chẳng hạn như một vị 10 viên, nó không được có những cái viên có hàm lượng quá cao hoặc là những cái viên hàm lượng quá thấp. Không chứa tạp chất và nó ổn định trong suốt thời gian lưu hành. Cái ổn định này nó thể hiện qua việc là không có sự thay đổi về hàm lượng hoạt tính hoặc là hình thức. Giải phóng dược chất in vivo theo đúng thiết kế. Tiếp theo đó là một thuốc hoặc không hoàn toàn vô hại, thì cái ý này lúc nãy thầy nói rồi ha. Thuốc nào nó cũng có tài tính
tác dụng phụ. Và khi thuốc đến tay người dùng thì nó phải ở dạng bào chế hoàn chỉnh. À, dạng bào chế hoàn chỉnh tức là dạng thuốc lúc nãy thầy nói á, có nghĩa là nó ngoại trừ thuốc thì nó cần phải có thêm bao bì, nhãn, hướng dẫn sử dụng. À, có nghĩa là người ta khuyến khích các bạn hạn chế tối đa cái việc tách lẻ thuốc ra bán. Nhưng mà thực tế thì ngay cả khi các bạn mua thuốc hoặc là các bạn bán thuốc, bạn thấy người ta vẫn có nhu cầu tách lẻ. Như vậy giờ trong những trường hợp nhu cầu tách lẻ như vậy thì giờ làm sao để đảm bảo? Thì cái đó là chúng ta cần phải đảm bảo, đó chính là chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng thuốc. Thì các bạn sẽ thấy một số nhà thuốc khi bán thuốc cho bạn, đặc biệt là bán theo liều á, đi kèm. Nhiều lúc các bạn kêu các bạn không nhớ, không hiểu hoặc là người ta cẩn thận á, thì ta sẽ có theo một cái mẫu hướng dẫn. Người ta ghi ở thuốc 1, thuốc 2, thuốc 3. Trong đó thuốc kia là uống vào sáng chiều, là thuốc thì uống vào sáng tối, mỗi lần một viên hay mấy viên. Rồi ở phía dưới nó sẽ có một cái mục ghi chú là nếu có tác dụng phụ gì đó thì cần quay lại nhà thuốc hỏi ngay. Đó, à, đó là những cái trong những trường hợp mà chúng ta bắt buộc chúng ta tách lẻ ra chúng ta bán. Rồi đây là cái giới thiệu cho các bạn một số cái tiêu chuẩn GMP ha. Thì GMP là cái mà nói rồi, thực hành tốt sản xuất, GBP là thực hành tốt nhà thuốc. Thì chúng ta còn có GSP. GSP á là thực hành tốt phân phối, chữ S này này. Đây là bảo quản, chứ quên, thực hành tốt bảo quản. Còn GDP đây là thực hành tốt phân phối. Được chưa? Thì hai cái này thì đối với những cái công ty phân phối, những cái công ty quản lý cung ứng thuốc á, thì người ta sẽ cần cái tiêu chuẩn này. Rồi GLP là thực hành tốt. GLP đây là thực hành tốt phòng thí nghiệm. Được chưa? Thì nó liên quan đến cái lĩnh vực QC, kiểm nghiệm thuốc. Rồi GCP là thực hành tốt lâm sàng. Thì thực sự cái thằng GCP này này, Việt Nam chúng ta nó chưa có mạnh. Mà Việt Nam của chúng ta thì nó lại có một cái tiêu chuẩn khác nổi trội hơn. Đó là GACP. GACP là thực hành tốt nuôi trồng và thu hái. Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái thuốc. Được chưa? Thì cái này nó liên quan đến cái việc là chúng ta tự trồng những cái cây dược liệu và thu hoạch, tiêu chuẩn hóa nó, bán cho các công ty sản xuất. Thì cái này ở một số cái tỉnh, đặc biệt là những cái tỉnh ở phía miền Bắc á, người ta có trồng những cái dược liệu của người ta bán. Về những cái bộ tiêu chuẩn GB á, thì nó có 5 yếu tố, đó là 5 chữ M: con người, nguyên liệu, trang thiết bị, môi trường và tài liệu. Thì trong đó yếu tố quan trọng nhất đó là con người. Đòi hỏi phải đủ số lượng, đủ tiêu chuẩn. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái phần kế tiếp, đó là đại cương về sinh dược học. Thì đại cương về sinh dược học thì ở đây nó cũng có cái clip quay cho các bạn á, thì các bạn có thể coi về nhà coi thêm ha. Được chưa? Rồi tuy nhiên á, là trong cái đó nó chỉ nói chung chung cho nên một số cái ý mà nó nói chưa rõ thì thầy sẽ giải thích cho các bạn những cái ý này. Được không? Rồi thì trong cái sinh dược học thì cái vấn đề đầu tiên đặt ra là tại sao nó lại có cái môn sinh dược học. Môn sinh dược học là một môn nó chỉ bắt đầu mới có ở trong cái thế kỷ 20. Cụ thể hơn đó là bắt đầu người ta đưa ra cái khái niệm đầu tiên về sinh dược học là vào cái đợt vào cái cỡ khoảng năm 1960, 61. Như vậy trước đó hoàn toàn chưa có cái khái niệm gì là gọi là sinh dược học cả. Thì nó bắt đầu từ trong một cái trường hợp mà rất là nổi tiếng khi các bạn học trong dược hoặc là các bạn học ở bên dược động. Cũng có thể là thầy cô có nói với các bạn rồi. Đó là các bạn có nghe bao giờ tới cái trường hợp mà thay thế tá dược của phenytoin không? Nghe nghe về nó chưa bạn? Lần nào chưa?
Rồi thì ở đây các bạn lưu ý ha, đó là cái trường hợp này nếu như mà chưa nghe thì thầy nhắc cho. Phenytoin thì các bạn biết rồi đó, đó là một cái thuốc nó có khoảng trị liệu hẹp. Khoảng trị liệu hẹp này khiến cho cái việc mà nếu cái hàm lượng thuốc mà nó hấp thu nó lỡ hơi cao một xíu thì nó sẽ rất là dễ gây ra tác dụng phụ độc tính. Như vậy thì trong một cái lần trước cái giai đoạn mà trước 1960 á, thì cái xu hướng khi người ta sản xuất á, người ta toàn là đỏ chỉ tiêu định tính, định lượng, độ hòa tan. Ví dụ như là trong dược chất đó nó có tạp không, sản phẩm của chúng tôi hàm lượng nó chính xác như thế nào, hoặc là uống vào nó hấp thu nhanh như thế nào. Ví dụ như là thuốc paracetamol kia phải mất 30 phút tới 1 tiếng mới có hiệu quả, thì cái sản phẩm này chỉ mất có 15 phút là bắt đầu thấy có hiệu quả giảm sốt đi. Đó, người ta toàn là người ta chỉ cạnh tranh đến những cái đó. Rồi, kế đến nữa khi mà những cái đó không thể cạnh tranh được nữa thì nó bắt đầu nó chuyển sang nó cạnh tranh về mẫu mã, hình dáng, màu sắc hoặc là cái việc tiện dụng, đóng gói tiện dụng, dễ dùng khi dùng. Nhưng mà người ta chưa quan tâm quá nhiều về cái việc hiệu quả trị liệu. Và hậu quả là gì? Đó là trong một cái trường hợp rất là nổi tiếng về phenytoin thì một cái xí nghiệp họ sản xuất. Trong khi sản xuất á thì bị hết nguyên liệu. Trong đó hết nguyên liệu á thì hết nguyên liệu là nguyên liệu tái dược. Tái dược sử dụng là canxi sunfat. Và lúc này người ta nghĩ đây chỉ là một tái dược thôi, như vậy hết tái dược này ta dùng tái dược khác. Đó là người ta thay thế bằng tái dược lacto. Khi thay thế tái dược lacto á thì khi làm á vẫn làm thành viên được bình thường. Vẫn làm thành viên, dập thành viên, thử độ cứng, thử định tính, định lượng, hòa tan. Nó hoàn toàn kết quả cho kết quả sắp xỉ nhau. Nhưng khi đưa ra thị trường thì lại gây ra ngộ độc hàng loạt. Và người ta bắt đầu người ta truy tìm nguyên nhân thì ta thấy nguyên nhân chính là do thằng này. Về cái thằng canxi sunfat á, nó là thuộc dạng kém tan. Do đó khi mà các bạn chờ dùng tái dược canxi sunfat, các bạn uống vào thì nó sẽ rạ, khiến cho viên của chúng ta rạ chậm. Còn lacto thì nó lại giúp cho viên rạ nhanh. Như vậy vấn đề nó chính là chỗ này. Thằng kia rạ chậm nên hấp thu từ từ, nồng độ phenytoin nó không cao, đủ vừa đủ để có hiệu quả. Còn đối với lacto, đối với lacto á, thì khi sử dụng lacto thì trong quá trình dùng thì nó lại rạ quá nhanh, dẫn đến việc hấp thu nhanh, nồng độ cao và nó gây ra tác dụng phụ độc tính. Từ những cái cảnh cáo như thế này bắt đầu người ta rà soát lại, người ta kiểm tra lại thì thấy cái trường hợp này xuất hiện rất là nhiều. Đặc biệt là nó thể hiện sự khác biệt giữa cái hàng generic với cái hàng brand. Đối với những cái hàng brand á, thì nó lưu hành trên thị trường mười mấy 20 năm, tác dụng phụ rất là rõ ràng. Còn đối với hàng generic nó chỉ có dược chất giống thôi, còn tái dược phương pháp sản xuất hoàn toàn là khác hết, cho nên chất lượng sản phẩm nó cũng khác theo. Thì lúc này người ta mới bắt đầu người ta tìm hiểu những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hiệu quả trị liệu của thuốc. Và lúc này người ta chia nó làm hai nhóm, đó là nhóm yếu tố dược học và yếu tố sinh học. Người ta thấy có nhóm yếu tố dược học, tức là những yếu tố như là độ tan, tính chất vật lý, rồi kỹ thuật bào chế, bao bì, vân vân. Đó là những cái yếu tố người ta gọi là thuộc về yếu tố dược học. Và những cái yếu tố sinh học là chẳng hạn như là đường dùng, chế độ ăn uống, liều dùng, giới tính, vân vân. Những cái yếu tố đó người ta gọi là những yếu tố sinh học. Và người ta lấy hai từ hai cái chữ này, sinh với dược, và người ta đưa ra cái tên của nó, đó là sinh dược học. Như vậy môn sinh dược học đó là cái một môn mà người ta nghiên cứu về những cái yếu tố sinh học và dược học ảnh hưởng như thế nào đến kết quả điều trị của thuốc. Được chưa? Thì đây là cái nguồn gốc và tại sao người ta đặt tên nó là sinh dược học. Rồi thì đối với sinh dược học á, khái niệm về sinh dược học thì ban đầu khái niệm được đưa ra từ cái người đầu tiên, đó chính là Wagner, đưa ra từ năm 1961. Khi đưa ra thì Wagner là đúng nghĩa là chịu ảnh hưởng của cái trường hợp phenytoin. Cho nên á là đưa ra cái khái niệm đó là sinh dược học, nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần và cách bào chế đến tác dụng điều trị. Tức là lúc này ông Wagner ông chỉ quan tâm đến cái yếu tố dược học thôi.
À, sau đó thì được cái ông thứ hai ông bổ sung thêm, đó là nghiên cứu quá trình thuốc đi vào tuần hoàn chung, bao gồm quá trình phóng thích hòa tan dược chất và vận chuyển qua màng sinh học. Tức là lúc này ông quan tâm đến cái vấn đề là cơ thể nó tác động lên thuốc như thế nào trong quá trình hấp thu. Tức là ông bắt đầu ông quan tâm thêm cái vấn đề là các yếu tố sinh học. À, sau đó thì đến cái khái niệm thứ ba là cái khái niệm nó tương đối hoàn thiện nhất. Đó là sinh dược học nghiên cứu tương quan giữa tính chất lý hóa của dược chất dạng thuốc. Tức là đây là yếu tố dược học này. Và đường dùng đến tốc độ và mức độ hấp thu thuốc. Thì đây là cái khái niệm mà nó tương đối hoàn chỉnh nhất của cái phần sinh dược học. Ha. Rồi, thì tiếp theo đó là chúng ta cần lưu ý là gì? Đối tượng của sinh dược học như đã nói, nó gồm có hai nhóm. Đó là tác dụng dược học và tác dụng yếu tố dược học và yếu tố sinh học. Thì trong đó cái yếu tố dược học á thì người ta sẽ có một cái phân môn nhỏ đó là sinh dược học bào chế. Nhớ cái này để đánh giá kiểm ha. À, đó là cái mà nếu mà người ta hỏi các bạn ví dụ như là môn học nghiên cứu yếu tố dược học ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả trị liệu, các bạn sẽ đánh vô sinh dược học bào chế. À, nếu các bạn đánh cái đáp án sinh dược học á thì nó đúng nhưng mà chưa chính xác lắm, tại vì cái sinh dược học thì nó nghiên cứu luôn cả hai cái lĩnh vực dược học và sinh học. Cho nên nếu mà đánh cái kết quả chính xác nhất thì chúng ta sẽ đánh vào đó là sinh dược học bào chế. À, tương tự đó là nếu như mà chúng ta quan tâm về cái các yếu tố sinh học ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta sẽ có một cái phân môn nhỏ đó là sinh dược học lâm sàng. Như vậy phân biệt cái chỗ này để các bạn đánh trắc nghiệm. Đó. Rồi tiếp theo á là ngay trong cái phân môn này này thì có gì cần lưu ý nữa? À, đó là trong cái yếu tố dược học á, thì trong những cái bài sau thì sẽ phân tích cho các bạn rất là rõ về tính chất lý hóa dạng thuốc vân vân. Còn ở đây là cái yếu tố sinh học thì chúng ta chỉ học trong bài này thôi. Cho nên thầy phân tích thì cho các bạn một số ví dụ để các bạn dễ hình dung. À, như vậy đường sử dụng nó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả trị liệu? Các bạn thấy rõ đường tiêm, đường uống. Chẳng hạn như đường tiêm chắc chắn sinh lợi dụng nó sẽ tốt hơn. Tại vì đường tiêm các bạn trực tiếp đưa vào trong tuần hoàn, như là đường tiêm tĩnh mạch. À, còn đường uống thì nó phải trải qua nhiều giai đoạn, trong đó nó chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố, ví dụ như nó chịu ảnh hưởng của chế độ ăn uống, có không? Có. À, chế độ ăn uống nó ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ như hôm nay các bạn uống, các bạn ăn những cái chế độ giàu chất béo. Như vậy khi ăn những cái chế độ giàu chất béo, giàu mỡ thì các bạn uống chung với thuốc thì những thuốc nào mà nó thân dầu á thì nó sẽ bị hòa tan ở trong chất béo này, và khi nó bị hòa tan ở trong cái phần chất béo này thì nó sẽ dẫn đến hấp thu thuốc chậm hơn, được chưa? Ảnh hưởng. Rồi thời gian dùng có ảnh hưởng không? Có. À, ví dụ như các bạn uống vào lúc bụng đói, lúc này dạ dày nó rộng, các bạn chỉ mất cỡ khoảng 30 phút cho tới 1 tiếng là nó tới được ruột để cho nó sẵn sàng hấp thu qua màng ruột. Như nếu mà các bạn uống vào lúc no, tức là sau khi ăn, thì do nó bị ảnh hưởng bởi thức ăn, cho nên nó phải mất ít nhất là 2 tiếng đồng hồ nó mới tới được ruột để nó hấp thu. Như vậy thời gian dùng cũng khác. Rồi có thuốc nào mà người ta khuyến khích uống vào buổi tối trước khi đi ngủ? Trừ thuốc an thần. Thuốc an thần không tính nha. Như vậy có thuốc nào chúng ta cũng uống nhưng mà chúng ta uống vào buổi tối trước khi đi ngủ không?
Ở đây có số bạn cũng để ý, ví dụ như chlorpheniramine. Ở đây cố ý uống buổi tối, đó là tại vì cái đây là cái thuốc dị ứng, nó gây buồn ngủ. Uống buổi tối cũng được. Rồi một cái thuốc khác chúng ta có thể nghĩ tới, đó là thuốc gì? Thuốc nhóm statin hạ lipid huyết đó. Được chưa? Tại vì sao? Tại vì người ta nhận thấy là trong vào buổi tối, khi các bạn bắt đầu từ 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng, đó là đỉnh điểm của cái việc tổng hợp lipid. Cho nên uống cái nhóm statin buổi tối nó sẽ hiệu quả hơn là việc các bạn uống ban ngày. Và cũng dựa trên cái cơ sở đó mà nhiều chị em phụ nữ muốn giảm cân kiên quyết là hạn chế không buổi tối ăn càng ít càng tốt. Rồi không nên ăn cái gì đó sau 6 hoặc 8 giờ tối. Đó. Thì nói thì nói vậy thôi chứ không phải kết hợp với chế độ vận động này nọ nó mới giảm cân thành công ha. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì nữa? Chúng ta có liều dùng. Rõ ràng liều càng cao thì nồng độ thuốc trong máu càng lớn. Tương tác thuốc thì cái này là bên dược lâm sàng, dược lý dạy rất là nhiều rồi, thì không lấn sân nữa ha. Về tình trạng bệnh lý, thì chúng ta có suy gan, suy thận. Suy gan, suy thận thì trong những trường hợp mà suy ở đây nè, thì các bạn có nếu như mà các bạn đi khám bệnh, các bạn thấy trong những cái bệnh án lúc mà người ta hỏi lịch sử bệnh á, thì lúc nào người ta cũng hỏi tiền có tiền sử suy gan suy thận hay không, và chỉ cần các bạn kêu có một cái là bác sĩ họ kê đơn thuốc của các bạn khác hẳn liền, phải cân nhắc thay thế thuốc hoặc là giảm liều, điều chỉnh liều, tại vì gan nó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và thận thì ảnh hưởng đến quá trình thải trừ. Cho nên nếu mà không hiệu chỉnh điều ở đây á, thì nó sẽ tăng cái nguy cơ nó bị suy gan suy thận. Rồi về đặc điểm sinh lý. Đặc điểm sinh lý thì chúng ta có giới tính. Để như về sản phẩm dùng ngoài da đi. Nữ á, thì có da mỏng manh hơn da của nam giới. Cho nên khi mà người ta dùng thuốc cho các nữ á, đối tượng là nữ tính, thì các bạn sẽ thấy là dùng cái chế phẩm dùng ngoài da nó chia rất là làm nhiều loại. Dùng cho da thường, da dầu, da nhạy cảm vân vân. Nhưng mà đối với các chế phẩm dùng cho nam thì người ta ít chia hơn. Đó là tại vì da của nam nó dày, cho nên là nó ít cái bị nhạy cảm kích ứng hơn da của nữ. Nha. Như vậy đây là một số cái ví dụ cho bạn. Rồi về ý nghĩa của sinh dược học thì giống như lúc này thầy nói, đó là nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố lý hóa và kỹ thuật bào chế. Đây là yếu tố dược học. Rồi sinh lý cơ thể đến cái việc tác dụng lên thuốc, hiệu quả trị liệu của nó. Từ đó đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng và nâng cao hiệu quả điều trị. Tức là chúng ta làm ra những cái dạng bào chế phù hợp. Rồi đưa ra những cái lời khuyên để cho bác sĩ họ kê thuốc, phối hợp thuốc một cách có hiệu quả. Rồi từ những cái cơ sở này thì nó mới đưa ra được những cái lời khuyên để là chế độ ăn uống, cần hạn chế chất gì, rồi uống vào lúc nào, sáng hay chiều hay tối, vân vân. Thì để đánh giá sinh dược học thì người ta có một cái đại lượng nó đặc trưng cho sinh dược học, đó là sinh khả dụng. Sinh khả dụng nó phản ánh tốc độ và mức độ hấp thu thuốc vào tuần hoàn chung. Thì trước đây cái khái niệm nó chỉ dừng ở đây thôi, vào tuần hoàn chung. Và nó đúng trong đại đa số trường hợp các thuốc. Nhưng có một vài trường hợp nó không đúng, đó chính là chỗ này. Đó là đối với những thuốc tác động tại chỗ. Đối với những thuốc tác động tại chỗ á, thì chúng ta cần phải quan tâm đó là nó không cần đi vào trong máu. Vậy như các bạn giờ các bạn cần uống than hoạt để cho nó hấp phụ các chất độc, các chất gây kích ứng đường ruột. Như vậy rõ ràng chúng ta không cần nó đi vào máu. Vì do đó người ta bổ sung thêm cái ý và hoặc sẵn sàng ở nơi tác động. Thì sẵn sàng ở nơi tác động này nó có thể là sẵn sàng khi nó đi vào tuần hoàn, hoặc là nếu như thuốc tác động tại chỗ thì là nó chỉ cần giữ ở trong ruột thôi. Về liều khả dụng, đó là phần liều được hấp thu nguyên vẹn. Như vậy giả sử thầy uống 100 mg, thầy hấp thu hết 100 thì liều khả dụng sẽ là 100. Nhưng nếu như thầy hấp thu được có 90 còn 10 mg hấp thu không được và nó bị đào thải theo đường phân. Như vậy thì cái liều khả dụng lúc này nó chỉ còn là 90. Như vậy cũng nhớ cái định nghĩa của nó ha. Về sinh khả dụng á, thì nó
được đặc trưng bởi các thông số CMAT, TMAT và EUC. Đối với những cái đại lượng đặc trưng này thì CMAT, TMAT, EUC thì có gì cần lưu ý? Thứ nhất đó là CMAT và TMAT. Về CMAT và TMAT thì hai cái này nó thứ nhất này, ban đầu khi các bạn lưu ý cho thầy cái trục trục tung, trục tung nó là nồng độ, trục hoành là thời gian. Ban đầu khi các bạn bắt đầu uống thì thuốc đã được hấp thu vào hệ tuần hoàn, như vậy nồng độ nó tăng dần. Và nếu như nó chỉ có hấp thu thì nó sẽ càng lúc nó càng đi lên cao. Nhưng do nó có thải trừ cho nên càng lúc nó bắt đầu nó càng chậm dần. Cho đến cái thời điểm mà nồng độ thuốc cao nhất thì nó sẽ tương ứng với là Tmax, thời điểm thuốc có nồng độ tối đa. Và Cmax nó chính là nồng độ thuốc tối đa. Như vậy ở đây ghi chú thêm cho thầy một cái ý. Đó là cái thời điểm Tmax, Cmax này nè. Đây là thời điểm mà tốc độ hấp thu và thải trừ cân bằng với nhau. Rồi thì ở đây là tại sao mà người ta lại kêu đó là này cân bằng, bởi vì nếu như cái thời điểm này mà cái tốc độ thải trừ hấp thu nó cao hơn, như vậy là có nó còn tăng lên được nữa, như vậy đây không phải là Cmax. Ngược lại nếu là tốc độ thải trừ nó cao hơn thì rõ ràng là thời điểm trước đó nồng độ nó mới thực sự là cao. Cho nên là các bạn nhớ, nếu mà người ta hỏi cái chỗ này là chẳng hạn như Tmax tương ứng với thời điểm gì thì các bạn nhớ đáp án của nó là tốc độ hấp thu và thải trừ cân bằng với nhau, nhớ nha. Rồi giờ tiếp theo, giờ chúng ta chú ý cho thầy đó là EUC. EUC là diện tích dưới đường cong, nó là cái phần màu xám này. Như vậy EUC nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh tổng nồng độ theo thời gian, tức là tổng cái nồng độ thuốc được hấp thu theo thời gian. Như vậy khi mà cái AUC này càng lớn thì các bạn thấy là tổng cái lượng thuốc nó được hấp thu nó càng nhiều. Rồi, tiếp theo chúng ta có MEC và MTC. Như vậy MEC và MTC là gì các bạn? Học dược động rồi nè. M là minimum tối thiểu, còn C là nồng độ. Đúng rồi, hai cái đều là nồng độ tối thiểu nhưng nó khác nhau là ở chỗ E và chữ T á. Như vậy E và T là gì?
Rồi chữ M thì giống như thầy nói đó, như vậy chữ E nó là nồng độ, nó là hiệu lực. Các bạn có thể dịch đó là hiệu lực, hiệu quả. Được chưa? Như vậy MEC là nồng độ tối thiểu để có hiệu quả trị liệu. Rồi còn chữ T nó là độc tính, nó là nồng độ tối thiểu gây độc tính, tác dụng phụ. Như vậy lúc này thì chúng ta có thêm những cái thời điểm nào? Như vậy nồng độ ban đầu nó tăng lên, nhưng nếu chưa đạt tới MEC thì nó không có hiệu quả. Chỉ khi mà bắt đầu nó tới đây thì nó mới bắt đầu có hiệu lực. Và nó chính là cái thời gian mà chúng ta lúc nãy thầy nói là những cái trường hợp mà ngấm thuốc á, ngấm thuốc nhanh hay chậm á. Rồi, như vậy tại thời điểm mà nó bằng MEC, đây là thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Rồi sau đó tới cái thời điểm này, sau thời điểm này trở đi, nồng độ nó thấp hơn MEC, nó không còn hiệu quả. Như vậy đây là thời điểm thuốc hết hiệu lực. Và cái khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến kết thúc thì người ta gọi là thời gian tác động. Như vậy cái này là khá là dễ. Rồi tiếp theo chúng ta có cái khoảng trị liệu. Khoảng trị liệu là cái khoảng cách giữa MTC và MEC. Chúng ta có những thuốc khoảng trị liệu rộng và khoảng trị liệu hẹp. Thì khoảng trị liệu rộng gần như chúng ta chẳng thấy ai nhắc cả. Chủ yếu người ta chỉ nhấn mạnh cái khoảng trị liệu hẹp. Tại vì sao? Đối với những thuốc mà khoảng trị liệu hẹp á, MTC nó thấp xuống dưới này. Nó thấp xuống gần Cmax. Như vậy nếu như chúng ta hấp thu một cách bình thường, thuốc không có độc tính. Nhưng nếu như ngày hôm đó vì một lý do gì đó, có thể là do vận động nhiều, do trong cái chế độ ăn uống của chúng ta nhiều chất chua, hoặc là trước khi uống thuốc các bạn lỡ uống một ly nước cam và vô tình nó khiến cho thuốc hấp thu hơi nhanh một xíu, và chỉ cần hơi nhanh một xíu cái nồng độ nó cao vượt qua MTC thì độc tính xảy ra. Được chưa? Cho nên là khi các bạn học, các bạn thấy người cha ta chỉ đặc biệt nhấn mạnh về cái MTC, cái mà khoảng trị liệu hẹp thôi. Rồi tiếp theo là quay lại cái slide này thì các bạn cần lưu ý cho thầy. Ở như đã nói về cái định nghĩa đó là sinh khả dụng, người ta đánh giá về tốc độ và mức độ hấp thu. Như vậy ba cái đại lượng này nó tương ứng với cái gì? T là thời gian. Thời gian thì khi nhắc tới lúc nào chúng ta cũng sẽ nghĩ tới tốc độ. Cái này đơn giản. Rồi chúng ta có AUC. AUC là tổng lượng thuốc hấp thu theo thời gian. Nó phản ánh cái đó. Cho nên nó sẽ phản ánh là mức độ chứ không thể nào là tốc độ được. Như vậy hai cái này chúng ta cũng dễ nhớ và thậm chí là tự suy ra. Nhưng riêng thằng Cmax, khi nhắc tới nồng độ các bạn chỉ thường nhớ tới mức độ thôi. Nhưng nhớ một cái đặc trưng, đó là cái Cmax nó gắn liền với cái Tmax. Các bạn thấy không? Tmax là thời điểm mà tại đó thuốc đạt được nồng độ tối đa. Cho nên là do thằng C nó bị gắn liền với thằng T, nên khi mà đánh trắc nghiệm á, các bạn nhớ đó là Cmax nó phản ứng ánh mức độ và tốc độ hấp thu. Lưu ý cái này cho thầy. Phản ánh mức độ và tốc độ hấp thu. Như vậy cần phải nhớ cho ông, nó sẽ rất là dễ bị nhầm khi chúng ta đánh trắc nghiệm. Rồi đây là một cái trường hợp cho các bạn coi thêm cái ví dụ về sinh dược học. Sinh dược học đằng trước chúng ta chỉ nhắc về công thức có dược chất, có tá dược, có kỹ thuật bào chế khác nhau. Nhưng mà thực tế ngay cả nguyên liệu chính hoạt chất khác nhau nó cũng có vấn đề. Giống như trong trường hợp này, một trường hợp rất là nổi tiếng, đó là cái trường hợp của Grisophulvin. Ban đầu thì người ta sử dụng cái nguyên liệu là bột mịn 500 mg. Nó là hình C này, màu xanh dương. Nhưng trong một lần mua nguyên liệu mua không được, người ta chuyển sang người ta mua nguyên liệu là của một nhà cung cấp khác. Thì nhà cung cấp khác khi nghe chỉ yêu cầu là Grisophulvin mịn thì người ta có cái sản, người ta cung cấp cho cái sản phẩm mịn nhất của người ta, đó là bột siêu mịn. Và khi đưa cái bột siêu mịn 500 mg này về thì khi làm ra thuốc á, các bạn để ý nè, nó là hình màu nâu. Và đối với cái hình màu nâu này các bạn thấy gì? Tại mọi thời điểm gần như nồng độ nó luôn gấp đôi so với cái hình C. Ví dụ như cái thằng này khoảng 0,3 thì thằng này khoảng 0,6. Thằng này khoảng 0,4 thì thằng này khoảng 0,8. Lúc nào nồng độ nó cũng luôn gấp đôi. Như vậy chỉ cần thay từ dạng bột mịn thành bột siêu mịn là cái sinh khả dụng của nó khác rồi. Nguy cơ tác dụng phụ sẽ ra. Thậm chí là khi mà người ta thấy, người ta phát hiện ra vấn đề, người ta thử giảm bớt nồng độ. Người ta giảm xuống thành thằng B, bột siêu mịn 250 mg, thì các bạn thấy gì? Nó là hình màu xanh lá. Như vậy ngay cả với thằng siêu mịn á thì 250 mg hàm lượng giảm một nửa, nhưng sinh khả dụng tại mọi điểm nó vẫn cao hơn.
nó vẫn cao hơn. Được chưa? Cho nên là bạn thấy khi người ta làm thuốc, người ta cần phải quan tâm rất là nhiều cái vấn đề. Slide này thì muốn nhấn mạnh cho các bạn một chút, đó là về đơn vị. Đơn vị của cái thời gian thì chắc chắn là các bạn rút máu để định lượng thì thời gian người ta sẽ tính theo giờ. Không có ai mà cứ vài phút vài giây rút máu á, người ta sẽ định kỳ theo giờ người ta tiến hành, người ta rút máu. Rồi tiếp theo đó là chúng ta có đơn vị là Cmax. C tức là nồng độ. Như vậy khi cái nồng độ này chúng ta rút máu ra, chúng ta định lượng á, thì nồng độ nó sẽ được tính bằng đơn vị là trên ml. Rồi tùy theo hàm lượng dược chất nhiều ít mà nó có thể là miligam trên ml. Hàm lượng ít nữa thì ta có thể tính bằng micro hoặc là nano. Còn đơn vị của AUC là gì? Rất là dễ nhớ, nhân hai cái này lại. Các bạn lấy miligam nhân giờ chia ml thì các bạn sẽ ra được đơn vị của AUC. Tương tự nếu như các bạn dùng đơn vị là microgam ở đây thì sẽ là microgam nhân giờ chia ml hết. Rồi về sinh khả dụng tuyệt đối. Ở đây chúng ta có cái khái niệm sinh khả dụng tuyệt đối và sinh khả dụng tương đối. Thì trước khi đi vào sinh khả dụng tuyệt đối á, thì các bạn cần lưu ý cho thầy, đó là đối với đường uống nó có sự hấp thu và thải trừ, như vậy nó chính là cái hình màu xanh. Nhưng đối với đường tim, đặc biệt là tim tĩnh mạch, thì khi tim tĩnh mạch các bạn trực tiếp đưa thuốc vào tuần hoàn chung rồi, cho nên chúng ta quy ước chúng ta xem như đường tim tĩnh mạch có sinh khả dụng là 100%. Như vậy ghi chú lại cái này để anh trắc nghiệm này. Rồi, và ở đây chúng ta cần phải giải đáp tại sao phải quy ước xem như mà không khẳng định nó là 100%. Đó là bởi vì khi các bạn tiêm vào trong đường tĩnh mạch, nó sẽ theo tĩnh mạch về tim. Từ tim nó mới bắt đầu nó bơm và nó tới cơ quan. Nó bơm nó theo tuần hoàn nó tới cơ quan. Được chưa? À như vậy cái vấn đề nó chính là ở chỗ này. Trong cái quá trình mà nó từ tĩnh mạch về tim rồi tới các cơ quan nó có sự hao hụt. Cho nên nó cũng chưa chính xác là 100% hoàn toàn. Như vậy cái được con đường mà thật sự chính xác 100% ở đây là con đường gì? Là con đường tim động mạch. Các bạn tim động mạch thì các bạn tim thẳng theo động mạch nó truyền thẳng tới cơ quan thì nó mới chính xác là 100%. Nhưng mà tim động mạch thì nó giống y chang các bạn xem mấy cái phim đánh nhau giết người á. Chỉ cần cứ nhẹ vô cái động mạch cái là trong động mạch áp suất nó cao, cứ nhẹ cái là máu nó văng tung tóe. Thì ở đây cũng vậy. Trong động mạch áp suất cao nếu như các bạn không có kỹ thuật và không có thiết bị hỗ trợ thì khi các bạn cắm cây kim vô trong động mạch là máu nó sẽ văng ra. Rồi nếu như nó không văng ra thì nó cũng dội ngược vào trong xi lanh. Vì vậy tim động mạch có, con đường này có. Nhưng tim động mạch nó chỉ sử dụng trong nghiên cứu hoặc là một vài trường hợp đặc biệt. Và nó không được xem như là con đường sử dụng thuốc thường quy. Vì vậy người ta tạm thời ta bỏ qua nó luôn. Và người ta tự quy ước, người ta xem tim tĩnh mạch như là con đường 100%. Hiểu được ở đây ha. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có tuyệt đối. Tuyệt đối là đang so với cái 100%. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang so với đường tĩnh mạch. Thì người ta gọi là sinh khả dụng tuyệt đối. Rồi, còn sinh khả dụng tương đối. Tương đối đó là trong những trường hợp mà không sử dụng được theo đường tĩnh mạch để so sánh. Hoặc là chúng ta so sánh giữa hai cái với nhau, thuốc A và thuốc B, coi thuốc nào tốt hơn. Thì những cái trường hợp đó người ta gọi là sinh khả dụng tương đối. Như vậy ở đây sinh khả dụng tuyệt đối là đang so sánh với đường tĩnh mạch. Còn sinh khả dụng tương đối đó là trong những trường hợp dược chất không sử dụng đường tĩnh mạch hoặc là chúng ta so sánh giữa hai cái loại thuốc với nhau thì chúng ta sẽ có sinh khả dụng tương đối. Rồi, và ở đây các bạn thấy nó có bốn cái công thức 1 2 3 4. Như vậy thực chất bốn công thức này chỉ cho cái mẹo. Chúng ta chỉ cần nhớ cái công thức cuối cùng cho thầy thôi. Tại vì từ công thức này chúng ta sẽ suy ra được bốn công thức còn lại. Và thậm chí là từ công thức này chúng ta làm bài tập là đủ rồi. Đầu tiên đó là như thầy đã nói, đối với cái trường hợp mà sinh khả dụng tuyệt đối, tức là chúng ta so sánh với đường 100% đường tim tĩnh mạch. Như vậy từ trong công thức này đây là dạng thử chứ dạng chuẩn này.
nhân liều dạng chuẩn chia dạng thử. Thì cái dạng chuẩn các bạn thay thế bằng đường IV, đường tim tĩnh mạch, là các bạn sẽ ra được công thức của sinh khả dụng tuyệt đối. Hết. Còn lại nó giống hết. À, rồi tiếp theo, đó là giữa hai cái công thức 1 và 2 này nó khác nhau chỗ nào? Đó là ở chỗ liều. Nếu như cái liều giống nhau, hai cái này chia nhau bằng 1 thì các bạn sẽ rút gọn ra công thức đằng trước. Như vậy thật ra cái này chúng ta cũng không cần quan tâm luôn. Bởi vì trong quá trình mà chúng ta làm bài tập á, nếu như chúng ta tỉnh táo chúng ta rút gọn ở đây luôn. Còn không thì các bạn thế vô thì hai cái này khi ứng máy nó cũng tự chia bằng 1. Cũng đơn giản. Được chưa? Cho nên khi đi thi chỉ cần nhớ được cái công thức này là các bạn có thể làm được tất cả các bài tập liên quan. Rồi tuy nhiên trong khi quá trình làm thì các bạn nhớ cho thầy cái ý nghĩa của mấy cái này ha. Ý nghĩa của sinh khả dụng tuyệt đối là gì? Ví dụ giả sử các bạn sẽ tính được sinh khả dụng tuyệt đối của đường uống là 60%. Sinh khả dụng tuyệt đối của đường tim bắp là 80%. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy hai cái này khi so sánh với đường tim tĩnh mạch á thì một cái 60 một cái 80 thì cái thằng tim bắp này này nó lớn hơn. Như vậy các bạn sẽ kết luận là đường tim bắp nó có sinh khả dụng cao hơn so với đường uống. Rồi, còn sinh khả dụng tương đối thì sinh khả dụng tương đối á thì đó là thứ nhất áp dụng cho những trường hợp không sử dụng đường tim tĩnh mạch. Như vậy chúng ta không thể tính được sinh khả dụng tuyệt đối để so sánh với nhau. Thì lúc này chúng ta so sánh trực tiếp. Một cái nữa đó là trong trường hợp giống như thầy nói đó là chúng ta có thuốc A và thuốc B. Các bạn cần so sánh coi cái thuốc nào tốt hơn. Được chưa? Rồi ở đây nó có cái bài tập. Các bạn thử dựa vào cái công thức đó và các bạn tính bài tập, các bạn gõ đáp án lên đây cho thầy đi. Trong cái tờ đằng sau thì nó cũng có đáp án á, nhưng mà các bạn đừng có coi, các bạn thử tự dựa vào cái công thức đằng trước các bạn tính cho thầy thử.
Rồi các bạn đến đúng rồi đó. Ở đây chủ yếu là cho các bạn làm thử, cho các bạn tiếp xúc ha. Ví dụ như ở đây nè. Thứ nhất, tính sinh khả dụng tuyệt đối của thuốc viên. Được không? Rồi như vậy ở đây các bạn để ý nè, sinh khả dụng tuyệt đối có nghĩa là đang so sánh với đường tim tĩnh mạch. Như vậy tạm thời chúng ta bỏ đi cái dòng này để chúng ta không có bị nhiễu. Vậy lúc này chúng ta còn viên nén và tim tĩnh mạch. Cứ ráp công thức vô thôi, lấy AUC của dạng thử chia cho AUC của dạng chuẩn. Sau đó chúng ta nhân với liều của dạng chuẩn và chia cho liều của dạng thử. Ứng máy ra 59%. Cực kỳ đơn giản. Ha. Rồi, còn nếu như chúng ta rơi vào trong trường hợp của cái đề số 2, tính sinh khả dụng tương đối của thuốc viên và dung dịch uống. Như vậy giờ chúng ta có thuốc viên, dung dịch uống, như vậy chúng ta gạch bỏ bớt đáp án của tim tĩnh mạch. Như vậy còn hai thằng này. Hai thằng này nếu ai tinh ý các bạn thấy nó cùng nồng độ, cùng liều thì chúng ta chỉ cần chia nhau là ra kết quả. Còn nếu mà không thì cũng cứ ra bình thường. Liều của dạng AUC dạng thử chia AUC dạng chuẩn, nhân cho liều của dạng chuẩn chia cho liều của dạng thử. Ứng may nó cũng đây. Được chưa? Và ở đây thầy cho các bạn là bài tập này để nhắc cái gì? Đó là để tránh các bạn cái việc hack não. Các bạn tính ra kết quả 104% đúng rồi. Nhưng có nhiều bạn về học bài không tới, bắt đầu suy nghĩ, ờ sao nó lớn hơn 100%? Thế là các bạn bắt đầu suy nghĩ là các bạn đảo lại. Các bạn lấy 86,1 các bạn chia cho 89,5. Các bạn ứng máy ra, các bạn ra được 96,2%. Sau khi ra được cái kết quả 96% thì các bạn nhìn vô bốn đáp án còn lại của các bạn. Các bạn thấy có đáp án 96 thiệt. Thế là mừng quá, đánh vào đáp án 96 và suy nghĩ rằng ta đã vượt qua được cái bẫy mà thầy đặt ra. Nhưng không phải, 104 mới là đáp án chính xác. Được chưa? Như vậy khi mà ra đề á, thì tại sao cái chỗ này thầy phải nhấn mạnh? Đó là đối với sinh khả dụng tuyệt đối, chúng ta so với đường tuyệt đối thì chắc chắn kết quả nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 100%. Như đối với sinh khả dụng tương đối thì các bạn có thuốc E so với thuốc B. Như vậy thuốc E khi so với thuốc B thì E nó có thể tốt hơn B hoặc là nó có thể là tệ hơn B. Cho nên chỗ này kết quả các bạn ra 104 cũng được, ra 190%, 250% cũng được, bình thường. Không có gì phải lo lắng. Được chưa? Cho nên là khi các bạn đi thi trắc nghiệm các bạn sẽ thấy bộ môn ra đề rất là tâm lý. Thậm chí là còn suy nghĩ cả đến việc là sinh viên thường sai chỗ nào, nếu ứng sai thì phép tính nó sẽ ra kết quả gì và có sẵn kết quả đó cho các bạn đánh luôn. Như vậy chúng ta sẽ bớt được cái việc hoang mang là tại sao em tính ra nhưng em không có đáp án để đánh, mà đây là tính sai nhưng cũng có đáp án để đánh. Thấy vui không? Nhất là trong bài tập siro tuần sau á, các bạn thấy đi à. Đáp án đúng cũng có chỗ đánh mà đáp án sai cũng có chỗ để đánh. Không cần phải lo lắng, hoang mang. Còn đương nhiên trường hợp lý tưởng nhất là cho các bạn làm điền khuyết ha. Lúc đó thì ra đáp án gì cũng điền được. Thích không? Rồi tiếp theo chúng ta có cái khái niệm tương đương. Thì ở đây chúng ta có tương đương dược phẩm, hay còn gọi là tương đương bào chế. Rồi chúng ta có thế phẩm bào chế thay thế dược học, có tương đương sinh học, tương đương trị liệu và thay thế trị liệu. Rồi thì trong năm cái này á thì các bạn cần phải nắm rõ được cái định nghĩa, tại vì người ta rất là hay hỏi trắc nghiệm về chỗ này. Thứ hai á là hai cái này nè, tương đương dược phẩm và thay thế dược học, thay thế dược phẩm á, nó là liên quan tới quá trình bán thuốc. Ví dụ như khi người ta đi ra người ta mua thuốc, người ta đòi hỏi viên Panadol. Nhưng giờ chỗ các bạn hết hàng rồi, các bạn không có Panadol thì các bạn sẽ thay thế bằng paracetamol của một cái hãng khác. Thì những cái này người ta gọi là tương đương dược phẩm, thay thế dược phẩm. Thì hai cái đó nó có khác gì? Khác biệt thì lát nữa thầy sẽ nói ha. Rồi, thì từ cơ sở này á, thì khi bán ra thuốc nó có thể có hiệu quả trị liệu giống hoặc khác nhau. Thì để đi sâu hơn chút nữa thì chúng ta sẽ có tương đương sinh học.
À, tương đương sinh học thì nó sẽ có cái sinh khả dụng khác nhau trong khoảng mức 20%. Như vậy lúc này cái hiệu quả trị liệu nó bắt đầu nó trở nên xấp xỉ nhau. Đương nhiên nó vẫn có sự khác biệt cho nên nó bắt đầu nó có sự tương đối giống nhau. Và từ tương đương sinh học á, thì người ta bắt đầu người ta hướng tới đạt được tương đương sinh học thì người ta mới thử tiếp đó là tương đương trị liệu. Đây là cái mức tăng dần. À, rồi cuối cùng á, là chúng ta có thay thế trị liệu thì cái này nó khác biệt đó là thay thế trị liệu là chúng ta dùng thuốc khác. Rồi bây giờ chúng ta đi từng cái một tương đương dược phẩm. Tương đương dược phẩm mà thì ở đây nó có 6 ý để chúng ta xét. Trong đó có hai cái ý đằng cuối á thì nhớ để đánh trắc nghiệm chứ còn thực tế khi so sánh thì không ai quan tâm. Đó là gì? Đạt tiêu chuẩn chất lượng tái dược. Cái này bắt buộc phải đạt. Tái dược không đạt thì không được sản xuất. Tương tự cũng vậy, đạt sản xuất theo GMP. Không có GMP thì công ty dược phẩm không có được phê duyệt. Cho nên hai cái này thực ra là nó mặc định nó phải đạt rồi. Nhưng các bạn nhớ những cái điều kiện này để khi đánh trắc nghiệm đúng sai đó. Rồi giờ chúng ta còn bốn cái còn lại. Chúng ta có bào chế, dạng bào chế, hàm lượng hoạt chất và đường sử dụng. Thì chúng ta so sánh như thế nào? Nhìn vô ha. Rồi thì trong này các bạn thấy gì? Chúng ta có Panadol, Paracetamol. Những cái này nó đều có đặc điểm chung đó là nó là dạng viên nén. Bào chế dưới dạng viên nén. Rồi có cùng dược chất là paracetamol, hàm lượng 500 mg và cùng đường dùng là đường uống. Tại sao thầy nhấn mạnh đường uống? Bởi vì viên nén chúng ta có những viên nén dùng để đặt trực tràng, đặt âm đạo. Chúng ta có những viên nén dùng để pha vào trong nước để tạo thành dung dịch hỗn dịch trước khi dùng. Và thậm chí cái dung dịch hỗn dịch này đôi lúc là chúng ta dùng để đặt. Chúng ta dùng để thục trực tràng cũng có nè. Rồi chúng ta dùng để rửa để pha gì đó vân vân ha. Cho nên là đây người ta nhấn mạnh kỹ hơn đó là cái đường dùng của nó là đường dùng theo đường uống. Như vậy những cái này là những điểm giống thì những điểm khác nhau thì nó có thể khác nhau gì? Nó có thể khác nhau về tái dược hình dạng đây, hình tròn này, hình diệp nè ha. Thậm chí các bạn có thể làm hình trái tim, hình thoi gì đó đều được hết. Rồi nó có thể khác về tái dược hình dạng, màu sắc, bao bì, tuổi thọ, nhãn. Đó là những cái mà nó khác biệt. Thì đối với tương đương dược phẩm thì lúc này hiệu quả trị liệu chúng ta không biết là nó giống hay khác nhau. Cái này là chúng ta chỉ tạm bán thay thế thôi. À. Rồi, về chế phẩm bào chế. Thì chế phẩm bào chế thì nó gồm có những dược chất giống nhau nhưng nó khác nhau ở gì? Nó có thể khác nhau ở cái dạng muối ete hoặc là phức. Ví dụ như ở đây chúng ta có tetracycline chloride hoặc là chúng ta có tetracycline phosphate. Rồi dạng thuốc thì chúng ta có thể có viên nén, viên nang. Tức là thay vì viên nén như bên kia thì chúng ta có thể chuyển thành viên nang hoặc là chúng ta chuyển thành viên sủi. Rồi nó có thể khác nhau về hàm lượng. Ở đây như para 500, chúng ta có thể là para 650. Được chưa? Và có thể khác nhau về hệ thống phóng thích. Ví dụ như là phóng thích tức thời, tức là ngày cần dùng nhiều lần. Hoặc là chúng ta có phóng thích kéo dài, nó giảm số lần dùng xuống. Nhưng mà những cái bất kể là tương đương dược phẩm hay là thay thế dược phẩm nó đều sử dụng với mục đích là bán thay thế. Giống như trường hợp mà ra chỉ định Panadol không có thì chúng ta bán sang cái dạng khác nè. Được chưa? Rồi, như vậy đây là cái vấn đề. Tiếp theo á, là chúng ta sẽ có cái thằng tương đương sinh học. Đây mới là trọng tâm. Thì để xét tương đương sinh học thì đầu tiên nó phải là tương đương dược học hoặc là thay thế dược học đã. Rồi khi đạt được điều kiện này thì chúng ta mới xét tương đương sinh học là những thuốc có sinh khả dụng giống nhau, không khác biệt quá 20% về Tmax, Cmax và AUC. Thì ý nghĩa của tương đương sinh học là gì? Thì nó liên quan đến cái hàng brand và hàng generic. Lúc nãy thầy nói á. Như vậy hàng brand, cái sản phẩm nó đã được lưu hành trên thị trường mấy chục năm rồi. Bây giờ khi chúng ta làm ra một cái chế phẩm generic, cái chế phẩm generic mà chúng ta làm ra nó chỉ giống với hàng brand ở cái chỗ dược chất và hàm lượng của dược chất thôi. Còn lại những cái gì? Còn lại tái dược rồi kỹ thuật sản xuất hoàn toàn không thể nào giống được. Mỗi nhà sản xuất một khác. Như vậy làm sao để biết chất lượng của cái chế phẩm generic nó có thể được chấp nhận lưu hành trên thị trường? Đó là người ta yêu cầu phải thử tương đương sinh học. Người ta đòi hỏi chế phẩm generic phải thử tương đương sinh học và nó đạt được cái này. Đó là Cmax, Tmax, AUC nó phải chênh lệch nhau không quá 20%. Ví dụ như trong hình này T, K
cái màu đỏ là thuốc thử, là dạng thử, là chế phẩm generic. Error là đối chiếu, đó là nó chính là hàng brand. Thì các bạn thấy tại mọi điểm cái hàm lượng của nó phải xấp xỉ, nó không chênh lệch nhau quá 20%. Thì như cái này người ta mới gọi là tương đương sinh học. Và đạt tương đương sinh học thì những cái chế phẩm generic nó mới được cấp phép bán. À, như vậy cái tương đương sinh học là một cái điều kiện cần thiết để chúng ta làm ra các chế phẩm generic. Chất lượng nó có nằm trong cái mức chấp nhận được hay không. Nhưng mà khi khác nhau trong cái mức 20% này thì người ta chỉ cho biết đó là nó có chất lượng chấp nhận được thôi. Còn chất lượng mà có tương đương hay không thì nó liên quan tới cái kế tiếp, đó là cái thứ tư, tương đương trị liệu. Thì để xét tương đương trị liệu thì đầu tiên nó phải là tương đương sinh học. Sau khi đạt được tương đương sinh học rồi thì từ cái này người ta mới đòi hỏi thêm những cái điều kiện kế tiếp, đó là có kết quả trị liệu và phản ứng phụ tiềm ẩn giống nhau. Tại sao người ta lại phải có thêm cái này? Thì nó liên quan đến cái vấn đề là nếu các bạn tinh ý hoặc là các bạn có người thân mà bị bệnh, ví dụ như bệnh tăng huyết áp đi. Thì đối với những cái người thân mà bị bệnh tăng huyết áp á, thì khi các bạn khám các bạn sẽ thấy bác sĩ họ sẽ rất hạn chế việc đổi thuốc. Khi mà phải đổi thuốc á, cho dù là cùng một cái dược chất đó nhưng mà của cái nhà sản xuất khác á, thì bác sĩ họ phải coi làm một cái thao tác đó là dò lại liều, dò liều hay chúng ta còn gọi là hiệu chỉnh liều. Cái trường hợp này là rất là hay gặp trong trường hợp đôi lúc những cái hàng brand ví dụ như Covaxin, nó thuộc nhóm ức chế miễn chuyển đó, nó là một trong những cái thuốc nó thuộc về dạng đầu tay kê cho những cái người mà mới bị huyết áp, bị tăng huyết áp nhẹ, người ta hay kê cái Covaxin. Như vậy những cái thuốc này thì lâu lâu nó vẫn lọt vào trong cái hàng bảo hiểm y tế. Cho nên là đối với những người lớn tuổi có bảo hiểm khi đi khám thì sẽ được cấp thuốc này với giá rẻ hoặc là miễn phí, tùy theo cái mức độ danh mục rồi cái mức độ thanh toán. Nhưng lâu lâu thì những cái thuốc này nó bị rơi ra khỏi cái danh mục bảo hiểm. Và khi rơi ra danh mục bảo hiểm thì nó thay thế bằng những cái thuốc hàng generic. Thì như vậy khi thay bằng cái hàng generic á, thì cái hiệu quả thì nó cũng có. Nhưng mà do cái sự chênh lệch nhau 20% trong mức thử tương đương sinh học á, cho nên là thực tế là gì? Đôi lúc á là ban đầu khi sử dụng theo cái loại thuốc cũ hàng brand á, người ta chỉ cần dùng 1/2 viên. Nhưng nếu mà đổi thuốc á thì khi đổi sang thuốc mới người ta phải tăng lên tới 1 viên rồi. Do cái hiệu quả trị liệu nó không giống. Và cũng lý giải được cho bạn biết là tại sao đôi lúc bác sĩ họ hay hỏi. Họ cứ hỏi là khi mà đổi thuốc họ thấy trong cái danh mục thuốc nó không còn cái hàng kia nữa rồi á, thì họ hay hỏi bệnh nhân kêu là tình hình kinh tế như thế nào, có thể tự mua thuốc ngoài bảo hiểm được hay không. Thì nếu như mà chẳng hạn như kêu là một cái loại thuốc đó thì cỡ khoảng 200 mấy 300, như vậy kêu là cái thuốc nửa tháng này thay thế mua nó ở ngoài thì có như thế nào được. Nếu như mà kinh tế được thì bác sĩ họ sẽ vẫn kê theo thuốc cũ, phiên ra ngoài mua thuốc cũ uống để cho khỏi cần phải chỉnh lại liều. Còn nếu như mà đương nhiên trong những trường hợp mà điều kiện kinh tế họ không đạt, họ thiếu về cái điều kiện kinh tế, thì những cái trường hợp này chúng ta sẽ dặn cho bệnh nhân đó là nếu về mà uống mà thấy có cái dấu hiệu tăng huyết áp, chẳng hạn như là tim đập nhanh, bị đỏ mặt, thấy chóng mặt và đo trên máy thì thấy huyết áp tăng, thì những trường hợp này phải đi tái khám để cho họ chỉnh lại liều. Được chưa? Thì đó là đối với trường hợp tương đương sinh học. Còn nếu như thuốc mà nó đạt được tương đương trị liệu, có kết quả trị liệu và phản ứng phụ tiềm ẩn giống nhau á, thì khi mà đổi thuốc thì chúng ta không cần phải có bước dò liều. Thì đây là cái mà bác sĩ họ thích. Tại vì đổi thuốc không cần dò liều. Nhưng mà muốn chứng minh những cái này thì nó rất là khó và nhiều. Cho nên nhiều cái công ty generic á, sản phẩm generic người ta không muốn chứng minh này. Tại vì cái việc chứng minh kinh phí bỏ ra so với cái việc mà được bác sĩ kê đơn này nọ thì cái lợi nhuận với cái bỏ ra nó không có tương xứng. Cuối cùng là thay thế trị liệu. Thay thế trị liệu á, là chúng ta thay bằng thuốc khác luôn. Thay thế trị liệu thì chẳng hạn như trong trường hợp giảm đau ở đây. Ban đầu người ta sử dụng para, giảm đau không được người ta chuyển sang aspirin.
Aspirin không được, người ta chuyển sang NSAID, ví dụ như ibuprofen. Thì đây là những trường hợp người ta thay thế bằng thuốc khác luôn ha. Rồi giờ chúng ta đi đến cái phần kế tiếp, đó là các pha động học trong cơ thể. Các pha động học trong cơ thể thì ở đây chúng ta có 3 pha, đó là pha sinh dược học, dược động học và dược lực học. Thì chúng ta đi vào từng pha một ha. Thì thứ nhất đó là pha sinh dược học. Pha sinh dược học á, thì nó tương ứng với quá trình gì? Nó tương ứng với quá trình từ lúc chúng ta uống thuốc cho đến khi nó hấp thu được qua ruột. Tại đây lấy ví dụ cái đường phổ thông nhất là đường uống. Như vậy nó được thể hiện qua viên được phóng thích ra khỏi dạng bào chế. Thì ở đây thầy lấy ví dụ về viên nén. Cái phần này nhớ ghi chú lại nha. Rồi khi viên nén chúng ta uống tiếp xúc với dịch tiêu hóa và nước á, thì nó sẽ rã thành dạng hạt. Hay đôi lúc chúng ta còn gọi nó là cớm. Rồi từ cớm hạt này nó sẽ tiếp tục nó rã thành dạng tiểu phân. Hay chính xác hơn đó là rã thành bột. Từ bột này nó mới bắt đầu nó hòa tan. Nó hòa tan nó thành dung dịch. Và dung dịch này nó mới bắt đầu nó được hấp thu qua hàng rào sinh học. Được chưa? Như vậy cái việc phóng thích ra khỏi giai đoạn bào chế nó chính là từ viên nén cho tới dạng bột. Hòa tan trong dịch thể nó chính là bước này. Và đưa vào vùng hấp thu qua hàng rào sinh học là bước cuối. Rồi như vậy nếu bây giờ người ta cho bốn cái dạng thuốc này, người ta hỏi sinh khả dụng của thằng nào cao hơn? Chúng ta hoàn toàn chúng ta dựa trên cái này chúng ta suy ra được sinh khả dụng nha. Ví dụ như ở đây, dạng dung dịch dịch là cái dạng sẵn sàng hấp thu và tuần hoàn, cho nên sinh khả dụng của nó sẽ là tốt nhất. Một. Rồi tiếp theo đó là chúng ta có dạng bột, chúng ta quy ngược lại. Dạng bột là dạng sẵn sàng để hòa tan thành dung dịch, như vậy sinh khả dụng nó xếp hàng 2. Tiếp theo sẽ là 3 và cuối cùng sẽ là 4. Như vậy nếu gặp câu hỏi trắc nghiệm, người ta kêu gọi là sắp xếp sinh khả dụng theo thứ tự tăng dần, thì các bạn sẽ sắp xếp theo thứ tự này: viên nén tới hạt, bột cho tới cớm và tới dung dịch. Được không? Rồi chúng ta lật nhanh tới cái slide gần cuối nè. Chúng ta có cái slide này. Slide này thì người ta bổ sung thêm các dạng, thì ở đây cũng hướng dẫn bạn luôn. Chúng ta ghi theo cái thứ tự ha. Lúc này chúng ta có dung dịch nè, chúng ta có bột, rồi chúng ta có hạt, hay chúng ta còn gọi là dạng cớm á. Rồi chúng ta có viên nén. Như vậy trong trường hợp ở đây chúng ta có bổ sung thêm gì? Chúng ta có bổ sung thêm hụn dịch, viên nang và viên bào. Giờ thế nó vào chỗ nào? Như vậy dung dịch nó sẽ là vẫn là số 1. Vị thế số 1 của nó vẫn ổn định. Giờ hụn dịch. Hụn dịch tức là rắn trong lỏng. Như vậy ở đây dược chất nó đã được nằm sẵn trong môi trường lỏng. Trong khi bột á, thì chúng ta cần phải uống vào, cần phải nó phân tán trong môi trường lỏng. Như vậy rõ ràng thằng hụn dịch nó ưu thế hơn. Như vậy hụn dịch nó sẽ xếp hàng số 2. Và bột nó sẽ xếp hàng số 3. Được không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có hạt cớm, nó xếp hàng số 4. Bây giờ chúng ta có viên nang. Viên nang thì trong cái này các bạn cũng thấy đó là viên nang và viên nén. Viên nang tốt hơn. Viên nang nó ở đây. Nó xếp hàng số 5. Và thầy giải thích cho bạn biết luôn tại sao nó xếp hàng số 5. Đó là bởi vì thực tế những cái viên nang này nè, cái vỏ nang gelatin á, ở trong nó đọc đóng thuốc dưới dạng bột hạt. Như vậy ở đây viên nén nó cũng sẽ giải phóng dưới dạng bột hạt. Như vậy khác nhau ở chỗ nào? Đó là viên nang á, thì trung bình nó mất khoảng từ 3 tới 7 phút. Hay chúng ta lấy trung bình ở giữa đi. Đó là khoảng 5 phút là nó cái vỏ nang gelatin nó sẽ tan hết phóng thích dược chất dưới dạng bột hạt. Còn viên nén thì nó trung bình nó mất khoảng 15 phút nó mới phóng thích dưới dạng bột hạt. Do đó chắc chắn cái viên nén sinh khả dụng nó sẽ kém hơn viên nang. Như vậy viên nang xếp hàng số 5, viên nén xếp hàng số 6 và viên bao thì xếp hàng cuối cùng. Tại vì viên bao đó chính là viên nén nó được phủ thêm một lớp bao ở phía ngoài. Như vậy nó tốn nhiều thời gian để hòa tan lớp bao hơn. Như vậy sinh khả dụng chắc chắn nó sẽ kém hơn viên nén. Như vậy thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó chính là cái này. Được chưa? Như vậy đây là pha sinh dược học ha. Rồi và dược động học thì cái này thầy không lớn sân, cái này chúng ta mới học ở trong môn dược động xong. Nó gồm có các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Ví dụ như ở đây chúng ta biết paracetamol hấp thu ở ruột. Như vậy chúng ta quan tâm về cái sử dụng
đường là đường uống. Rồi khi phân bố tới các cơ quan, nó chuyển hóa bởi gan và đào thải qua thận. Như vậy nó có độc tính ở gan này. Rồi cái thứ hai á, là nếu suy gan suy thận thì chúng ta phải cân nhắc về điều chỉnh liều của paracetamol. Rồi chúng ta có cái dược lực. Về dược lực á, thì dược động là cơ thể tác dụng lên thuốc như thế nào? Thì dược lực là thuốc tác động lên cơ thể. Và cái mà dược lực người ta cực kỳ quan tâm đó là lý thuyết liên quan tới thụ thể dược lý. Khi nhắc đến thụ thể dược lý thì để dễ hình dung, các bạn có thể xem như thuốc nó như là một cái chìa khóa. Và thụ thể nó chính là một cái ổ khóa. Như vậy khi mà thuốc nó gắn vào ổ khóa tương ứng, tức là cái thụ thể phù hợp với nó, thì nó mới gắn khớp và nó mở được ổ khóa, tức là nó thể hiện được hiệu quả trị liệu. Như vậy bình thường thuốc nó sẽ theo tuần hoàn đi tới các cơ quan. Thì tại những cái cơ quan khác ổ khóa không khớp thì nó không gắn vào. Chỉ khi nào mà nó gặp đúng cái ổ khóa thì nó mới gắn vào và phát huy hiệu quả trị liệu. Và đây là cái lý thuyết chính liên quan tới dược lý. Và nó cũng liên quan tới hóa dược ở cái mạng thiết kế thuốc. Khi các bạn thiết kế một cái thuốc mới, các bạn thấy tại sao khi các bạn học hóa dược á, tại sao người ta cứ lấy một cái khung thuốc vô tình người ta phát hiện được, ví dụ như bên nhóm Beni đi. Rồi xong sau đó người ta cứ thêm góc CH, thêm góc OCH3 vân vân. Thì những cái mà người ta thêm á, thứ nhất là một phần trong đó là mày mò, ăn may. Một phần đó là người ta dựa trên cái lý luận này. Đó là những cái cấu trúc nó giống nhau thì cái khả năng nó gắn lên được thụ thể nó sẽ giống nhau hơn. Cho nên người ta chỉ thay thế một vài nhóm, chứ người ta không thay thế hẳn cấu trúc mới là vì vậy. Rồi về một số trường hợp khác nó hơi cá biệt về dược lực thì chúng ta có thể gặp ví dụ như trường hợp của beta blocker. Beta blocker thì các bạn có thể xem nó như là một chì, nhưng rằng này là chì dẻ. Như vậy cơ chế bình thường của việc tăng huyết áp buổi sáng là gì? Một trong những cơ chế đó là có cái thụ thể beta 1 ở tim. Và buổi sáng khi cơ thể chúng ta nó bắt đầu hoạt động á, thì một số học môn nó được tăng tiết. Và những các học môn này nó tới cái thụ thể beta 1 ở tim nó gắn vào. Khi gắn vào thì nó bắt đầu nó khiến tim co bóp, tăng co bóp, tăng nhịp đập và nó sẽ làm tăng huyết áp. Như vậy giờ chúng ta nghĩ đến việc là ngăn không cho cơn tăng huyết áp buổi sáng xảy ra bằng cách là không cho thuốc gắn vào. Như vậy beta blocker các bạn hình dung nó là những cái chìa khóa dẻ, nó sẽ gắn vào trong cái thụ thể beta 1. Khi nó gắn vào trong thụ thể beta 1 thì nó gắn vào được, nhưng nó không phải là chì thực cho nên nó không có tác động làm tăng huyết áp. Rồi nhưng mà khi gắn vào thì các bạn giống y như mấy trường hợp mà chúng ta cắm nhầm chìa khóa rồi gắn vặn và nó bị kẹt luôn vậy đó, thì thằng này cũng vậy. Beta blocker khi gắn vào nó kẹt luôn đó. Như vậy lát sau khi chì thực chúng ta có, chúng ta cũng không gắn vào để mở được. Và nó chính là trường hợp này. Chìa khóa không thể gắn vào để mở nó. Được chưa? Như vậy các bạn nắm và các bạn hiểu cái chỗ này cho thầy. Tiếp theo đó là các yếu tố ảnh hưởng tới sinh khả dụng. Thì chúng ta đi nhanh phần này ha. Một số yếu tố ảnh hưởng thì về chúng ta có yếu tố dược học và sinh học. Thì về yếu tố dược học thì gồm có đặc tính lý hóa, tạo phức và các dạng thuốc kỹ thuật bào chế. Thì trước hết chúng ta đi từng cái một về đặc tính lý hóa kích thước tiểu phân. Thì nó được chứng minh trong cái phương trình NET. Phương trình NET này trong bào chế một chúng ta gặp 3 lần. Một lần ở bài này, một lần ở trong cái bài tuần sau dung dịch và một lần ở trong chương 5. Thì trong cái phương trình NET này các bạn sẽ thấy tốc độ hòa tan thì nó sẽ phụ thuộc vào E, đó là diện tích tiếp xúc. Và diện tích tiếp xúc thì nó chịu ảnh hưởng bởi kích thước tiểu phân. Kích thước tiểu phân càng nhỏ thì diện tích tiếp xúc càng lớn. Tốc độ hòa tan càng nhanh và nó sẽ phát huy tác dụng càng sớm. Dễ hiểu ha. Rồi đây là cái trường hợp của GDCO phim Vin đó. Lúc này thầy nói rồi nha. Rồi về dạng kết tinh và dạng vô định hình thì các bạn sẽ thấy đó là dạng vô định hình nó kém bền hơn cho nên nó sẽ tan nhanh hơn. Rõ ràng cái gì càng bền thì nó phá vỡ cấu trúc càng chậm. Như vậy thằng vô định hình nó kém bền nên nó tan nhanh hơn. Rồi về đa hình thì các dạng thù hình tan khác nhau, giống như trường hợp của carbon vậy đó. Carbon nó sắp xếp càng chặt chẽ thì chúng ta có kim cương, sắp xếp vô nó không có thứ tự thì chúng ta có than. Thì tương tự những dược chất nó cũng có cái dạng đa hình giống như thế này.
Về hydrat hóa thì người ta nhận thấy là dạng khe nó sẽ tan nhanh hơn cái dạng ngậm nước. Bởi vì trong cái dạng ngậm nước á, nước nó đã phân bố đều trong cấu trúc rồi, dẫn đến việc cái thấm các nước ở ngoài vào nó bị chậm, nó hòa tan kém. Hệ số phân bố dầu nước á, thì nó là KO trên V kép, và nó sẽ bằng nồng độ tan trong dầu chia cho nồng độ tan trong nước. Như vậy khi cái hệ số này càng cao thì nó càng thân dầu, càng thấp nó càng thân nước. Và muốn thấm qua hàng rào sinh học thì nó phải vừa thân nước vừa thân dầu. Như vậy cái K này nó phải càng xấp xỉ một thì cái tính thấm qua màng sinh học nó càng dễ. Rồi dạng ion hóa và dạng muối á, thì nó sẽ dễ tan hơn cái dạng phân tử. Cái này chúng ta cũng học nhiều trong hóa rồi ha. Rồi cái slide này thì thầy phân tích rồi. Như vậy giờ chúng ta còn mỗi cái này thôi. Đó là yếu tố sinh học. Yếu tố sinh học á, thì chỗ bệnh lý, chức năng gan thận thì giải thích rồi ha. Đường sử dụng. Thì đường sử dụng thì các bạn đánh dấu lại. Đường sử dụng là cái con đường mà nó phức tạp nhất, bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và đặc biệt đó là khi chúng ta nhắc tới đường uống. Đầu bài thì có phân tích đó là trong quá trình đường uống nó sẽ phụ thuộc vào thời gian, phụ thuộc vào chúng ta ăn uống như thế nào, uống lúc đói hay lúc no, vân vân. Ha. Cho nên nhớ cái này để mà các bạn ăn trắc nghiệm. Rồi về tuổi tác thì trẻ em và người lớn nó cũng có khác biệt. Ví dụ như là corticoid đi. Corticoid chống chỉ định cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Corticoid dùng ngoài da. Ví dụ như cortibion đi. Cortibion các bạn bôi lên da với mục đích là trị những cái vết côn trùng đốt cho nó ngừng ngứa, ngừng kích ứng. Thì đối với người lớn các bạn sử dụng nó rất là hiệu quả. Như đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tháng tuổi, cấu trúc da chưa hoàn thiện. Như vậy khi các bạn bôi lên, nó sẽ trở thành tác động toàn thân. Như vậy cái này là cần một lưu ý. Rồi về chủng tộc thì các bạn thấy một số bệnh nó chỉ có ở người da đen, chỉ có ở người da trắng vân vân ha. Rồi về thai nghén, thai nghén thì phụ nữ có thai và cho con bú là hai đối tượng đặc biệt rồi. Tại vì khi sử dụng thuốc á, thì thứ nhất á là nó thay đổi về cái sự hormone chuyển hóa ha. Rồi về thể trọng thì có gì quan tâm? Đánh thuốc mê. Các bạn mà coi mấy cái phim đánh thuốc mê đó. Đánh thuốc mê đôi lúc bạn thấy có những cái phim người ta dùng thuốc mê người ta đánh đánh thuốc mê những đứa gầy á thì chụp cái là nó xỉu, nhưng mà thuốc mê mà dùng để chụp vô mấy đứa mập á thì các bạn thấy thường hay có mấy cái phân đoạn là nó dạy dụ hoặc là đôi lúc nó phản công thành công, tức là chụp thuốc mê mấy đứa mập còn bị nó đánh ngược lại nữa. Lý do là tại vì sao? Tại vì những cái thuốc mê á, nó phải có tính thân dầu thì nó mới đi qua hàng rào máu não để cho nó gây mê ở trên thần kinh. Như vậy đối với những người mà mập thì khi mà thuốc mê nó ngấm vào nó sẽ có một phần nó bị phân bố vào trong mỡ, dẫn đến cái việc là muốn đánh thuốc mê nó thì phải dùng liều cao hơn và thời gian dài hơn thì mới đủ để đánh thuốc mê nó. Nhưng bù lại một khi đánh thuốc mê thành công thì do nó bị phân bố và lưu giữ phóng thích từ 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 mỡ cho nên là mấy đứa mập nó sẽ ngủ lâu hơn. Được chưa? Như vậy các bạn thấy đó. Rồi như vậy bài hôm nay tới đây là hết rồi. Các bạn có gì thắc mắc không? Vậy hôm nay có chỗ nào giảng nhanh quá không hiểu không? Rồi thì về nhà cứ học bài ha. Nếu như mà có cái chỗ nào mà không hiểu thì cứ đầu buổi sau các bạn cứ mạnh dạn các bạn hỏi, không có vấn đề gì hết á. Thầy nói rồi đừng có để chôn thầy tới mức là thầy đang giảng bài tới lúc nào đó kêu thầy giảng lại hết thôi. Chứ còn mà những cái về học bài mà có gì thắc mắc thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn hỏi, được không? Rồi như vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây ha. Còn cái slide thì chắc cỡ mai mốt thầy up cho cái slide của tuần sau. Đồng thời ghi âm cũng vậy. Ghi âm thì thường kết thúc buổi dạy khoảng 2-3 ngày thì up. Nó phụ thuộc vào cái việc mà trên hệ thống nó xử lý file ghi âm như thế nào á. Tại vì hệ thống nó cần mất mấy ngày nó mới xử lý xong. Rồi như vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha. Chào các bạn.